Xin chào cả nhà. Hôm nay á, theo như lời yêu cầu của cả nhà, mình sẽ nấu món thịt kho trứng vịt cá nhập. Rồi kèm theo á, là tôm muối sầu tỏi. Rồi kế bên nữa là có bao tử heo. Bao tử heo này mình sẽ hầm với lại mực cả nhà. Nào giờ cả nhà ăn bao tử heo mà hầm với lại mực khô này chưa? Mực này nha cả nhà. Cả nhà nhìn con mực nè. Lúc mà mình mới qua cái nhà mình con mực này, nó trời ơi Trung Quốc cũng có mực nữa, hai chị em chạy ra ton chạy mua về ăn, trời ơi cả nhà ơi, nó mặn như muối lậu vậy đó. Nhưng mà cái mực này giờ mình mới biết là người ta mua về người ta dùng, người ta hầm nước lèo cả nhà, hầm nước lèo với lại hầm canh á, hầm canh chung với bao tử này nè, ngon số dách luôn. Giờ mình sẽ bắt tay vô làm nha cả nhà. Mình đang luộc trứng bên kia, giờ mình sẽ đi rửa thịt. Tại vì thịt đó mình ướp thịt rồi mình kho mà, mình phải đi rửa thịt trước. Cục thịt này mình sẽ không nấu hết, mình sẽ lựa cái phần mà mỡ với nạc nó xen kẽ với nhau, nửa bên đây mình cắt phân nửa ra. Như đây đủ không ta, miếng nữa đi. Tại vì thịt kho mà, kho 2 ngày ăn cũng ngon mà. Cắt phần này lại, cắt phần này lại để dành có xào có gì vậy ấy. Rửa cái này, giờ mình ướp thịt nha cả nhà. Mình không có hành tím, mình thay là củ hành, tỏi, ớt, nhiêu đây ớt là cutin cubin ăn được cả nhà. Còn ở Trung Quốc á cả nhà, mình hay sử dụng, mình kho thịt hay là kho cá mình hay sử dụng cái màu này, là nó tạo cái màu y như là nước màu ở mình ở Việt Nam mình hay sử dụng vậy đó. Mình không cần thắng nước màu luôn mà chỉ cần sử dụng màu này thôi. À, nó lên màu thịt đẹp lắm. Dầu hào, nước mắm, hạt nêm, 2 muỗng rưỡi cà phê, 2 muỗng rưỡi cà, đúng rồi, 2 muỗng rưỡi cà phê hạt nêm, rồi trộn lên. Xé một tí, quên, cho một đường nữa, 2 muỗng rưỡi luôn. Xong cái mình để cho thịt nghỉ khoảng 15-20 phút cho nó ngấm gia vị, rồi bắt đầu mình mới khử hành tỏi tím mình bỏ vô, bỏ nước vô mình nấu. Rồi bây giờ mình sẽ đi sa chế cái bao tử này, thử cho nó mùi nó đỡ tanh hôi. Đầu tiên mình để cho muối vô trước đi. Cho rượu vô, rượu bên Trung Quốc thơm lắm cả nhà. Gừng nữa cả nhà, ớt. Giờ mình sẽ rửa nó một lần nữa cả nhà, nặn chanh vô. Làm cho kỹ mình ăn nó không có hôi, ở đâu có trái ớt trong đây vậy tè.
rượu vô. Giặt gì giặt đồ vậy đó. Tao tưởng mình rửa xong rồi cái nhà. Bỏ nước mắm vô nấu với lại nước mắm cỡ 10 phút cái nhà. Để nó khử được cái mùi hôi. Mắm mình là khử mùi hôi hay lắm. Còn một chút mấy cái cục này nó chín rồi mình cũng dạt ra mình dục rồi cả nhà. Mỡ nữa nè. Mực này mình sẽ không nấu hết một con đâu cả nhà, mình sẽ nấu nửa con thôi. Bây giờ mình ngâm nước. Mình sẽ xào cho thịt săn lại mình mới đổ nước vô cả nhà. Có nước dừa thì ngon, không có nước dừa mình đâu có nước dừa đâu. Nên mình nấu nước lạnh nha cả nhà. Giờ để thịt săn lại mình đi qua mình rửa cái bao tử. Giờ mình sẽ rửa thêm một lần muối nữa cả nhà. Bớt mùi rất là nhiều quá cả nhà. Mình nấu ăn với cả nhà, mình không bao giờ mình đứng mình đợi. Ví dụ như mình không bao giờ mình đứng mình đợi cả nhà. Trong thời gian mà ví dụ mình ăn chiên thịt, trong thời gian thịt chín là mình bỏ mình đi làm chuyện khác đó cả nhà. Bởi vậy mình nấu ăn lẹ lắm. Lúc trước chưa quen thì canh nó bị khét, còn bây giờ quen lắm rồi cả nhà. Giờ mình cho nước vô. Cho tiêu vô cái nhà. Mình nó nấu ăn theo cái cũng có tìm hiểu nhưng mà mình không có gọi là đầu bếp nha cả nhà. Bởi vậy mình nấu có chỗ nào thiếu sót á cả nhà bỏ qua cho mình nha. Đây là bên đây là mật, bên đây là bao tử đó cả nhà. Bỏ tiêu vô cả nhà. Cái mùi hôi của bao tử đã biến mất thay vào là mùi thơm của gừng rồi đó. Gừng và tiêu. Rồi. Tắt nước rồi.
này vô. Nước này là nước ấm, cả nhà mình lấy từ trong vòi á, nó mà nó ấm chứ không có phải là nước lạnh. Rồi gớt ra ngoài luôn, đổ vô. Gớt vô ngoài thì sao, gấp bỏ vô lại chứ sao. Và muốn nước nó dịu ngon thì mình cho đường phèn thôi. Mình sẽ cho cục đường phèn này vô, tại vì chồng mình nó cả nhà nấu ăn mà bỏ đường nhiều quá, anh không có thích. Cái này đè lên mịn. Vậy bao tử nó mới hầm, nó mới mềm nổi. Giờ mình bỏ trứng vịt vô cả nhà. Tổng cộng là mình có 12 quả trứng vịt đó cả nhà. Tại vì mình thích ăn trứng vịt lắm. Cả nhà có nhớ là đợt làm mít ít không cả nhà? Còn lá dứa nè. Mình nấu cơm mình bỏ lá dứa vô. Hồi đó mình thấy chồng ở Đồng Tháp á, cứ mỗi lần mẹ nấu cơm á, mẹ chồng mình á nấu cơm bỏ lá dứa vô là cái nồi cơm nó thơm lừng luôn á. Còn một món nữa đó là con bún xào tỏi cả nhà. Còn món con bún xào tỏi nữa. Con bún xào tỏi thì mấy cái đó mình bên đây thịt bên kia canh. Thì mình cứ bắt vậy. Còn con bún xào tỏi là khi nào chồng mình về rồi mình mới xào cả nhà. Dĩ, hai anh ngủ dậy rồi đó cả nhà. Ông sùm ở trên lầu rồi đó. Mình lên mình ẩm hai ẩm cuốc. Cái nhà nghe không? Cái dạng lửa nhỏ này đó. Ai mà ẩm xuống? Hai đêm ngủ dậy la ung sùm không thấu mà cô chú ngủ dậy la ung sùm gì đó. Sao? Hả? Đòi hả? Trời, đòi trái cây. Ồ, nè. Hả? Kéo chưa xuống mờ. Bút sư biến quả thảo chữ. Đi qua bên đây đấy, bắt qua đây, bắt xuống rồi đây. Hai đại ca xuống rồi đó. Cười, 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 cười. Quả này leo ghế. Mình ăn gì lấy đây lớn rồi tự. Đấy, chúc mama làm xong rồi, quét xong rồi, mama cho đi ra ngoài sân chơi. Bà con muốn xong đã. Ở phía xe. Ngoài sân dơ lắm. Đó, mới lại khóc xong cái tay còn ba chồng mình á. Mới lại khóc xong cái tay còn cầm cái gì ta? Cái thao gãy tóc đó. Ba sợ mấy con gà đấu đó cả nhà. Ba mà quét sân mà bắt con ngồi ở đây á hả, phải không? Ngồi vậy là không có dám nhúc nhích sợ té. Ai đi xuống? Không có đi xuống dốc té. Sao cô? Cái nhà này lấy hả anh Dương? Chân sự ẩu rồi nè. Ẩu thôn. Nó mặc cái lạ này là hảo.
Con ngồi dậy chứ con làm gì tên? Cái nhà coi dĩa kho trứng của mình nè, đó, chứ cưa khẩn sen hấp dẫn à, khẩn sen rồi đó dứa. Mùi của bao tử không có nhà, trời ơi, 387 lần rửa mà làm sao mà nghe được. Mm-hmm.
là con sẩu này thấy giờ hẩu tu phan rồi này phân miếng thiên chưa hả? Sẩu thì nói ảnh là ăn cơm để dành nó mai ăn hả? Dạo không được. Cắn được rồi đó, mình lấy cái kéo mình cắt. cái trứng nó trơn quá cả nhà. Đúng là có con dâu chạy đánh thiệt chứ ông nhà chồng cắn không được ngồi đứng cự. Vậy đó chứ không phải vậy đâu nha cả nhà, thương ba lắm đó, không phải là gì. Cả nhà nghĩ đi, người dân mà mình còn không đối xử tệ nữa, huống chi mà ba chồng với lại gia đình của mình. Học chưa ma? Ta ba bảo. Học chưa hả? Thôi, học chưa mà, học chưa. Mới ăn không mà cô chú. Ây da, này con quỷ chữ nung quay lái phan ủa là. Con gùi nó đậu với chén cơm mình á. Là con để chư phan này mỹ dù chỉnh bí rướng chư phan. Ta, na lị sầu chi. Xin mời ăn cơm. Ôi dồi. Quân là xin mời. Ăn cơm có buổi trời mình cũng quên luôn cả nhà, xin lỗi cả nhà nha. Ý à, ý à hả? ABC gì đó. Ừ, nói tiếng Anh đường dữ lắm. Chứ cư chân sự là phân na lị can mã sẹo ba bảo kìa. Sư à, đúng rồi, nó nghiêng qua bên, cả nhà thấy không, màn hình nó nghiêng nghiêng. Ok, đẹp rồi đó. Vừa hửng hảo sen để kêu phan thì mỹ dùng xỉn hảo sen hả là con. Các bà tin ba hửng sen hiểu mà nghĩ đi mãi mấy dậu sen nữa ta đi á mấy mình đâu sen mà ồ. Mình nói có mùi thơm không, ba chồng nó có. Nó mũi để làm cái gì để đừng kiểm. Nữ Phân biểu trợ nghe là Phân á, hảo khang là biểu dùng luôn sướng mơ. Ủa xưa này á, Nung biểu trợ nay lại là Phân lãng á, Nung hảo khang là biểu dùng luôn sướng mơ. Ủa nó có thật rồi. Đúng rồi, Phân xem hả? Nấu cơm bỏ lên nước được thơm lắm rồi nha. Ngon, mỡ, miếng bột nhạt à. Rau mỹ dù duyên mà bà, như rau mỹ gì? Vẫn nên mỹ gì? Anh thấy chồng mình cười không? Nhanh luôn mà. Anh cười là tại vì anh nhập tình á. Ăn cơm là mặc dù ba lớn tuổi hoặc là ai cũng vậy á.
Nhưng công ty cô Biên còn nhỏ mà nói. Người đâu? Đều tự ăn hết. Bây giờ mình gấp cho ba chồng mình ảnh cười. Bữa chị Phan ơi, đậu thấy Phan kia con. Cha cho tôi nè. Nhầm lên đây mấy yêu sữa, tôi sẽ sữa. Phán được bia rồi.
好吃。嗯，这个什么橘子啊？知道。你就放好了嘞，那就放那里。嗯。跟妈妈咪就就。没跟你啊。妈，就橘子是妈开的。没关注。刚刚放的，我们打开的啊。不要不要。这里一个大了。好久吧。长久，不是长久，就是橘子。不是那什么橘子？不对，那个是我干，那不坏的了，我。长久了，我干。也不是我干，这个干。长长的，我干不着。我这干来，但是你不要吃。是吧？不吃饭了，只吃橘子了。嗯。Rồi, mẹ bạn xin bài, mẹ bạn bà cô chú. Video mình đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau của mẹ con nhà Ly nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.